xin chào quý vị và các bạn. Trong âm nhạc phương Tây và cả phương Đông nữa, thì dòng sông Danube là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác. Và có lẽ mọi người còn nhớ danh ca Thái Thanh từng hát Một dòng xanh xanh. Một dòng tràn mộng mây, một dòng nồng ý. Đó là ca khúc do nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt từ một bài nhạc thính phòng của nhà soạn nhạc người Áo Johann Strauss Jr. Đó chính là bài nhạc viết cho dòng sông Danube xanh tươi này. Dòng sông Danube không phải là một trong 10 dòng sông dài nhất trên thế giới, nhưng đây là dòng sông chảy qua nhiều quốc gia nhất và cũng là dòng sông chảy qua nhiều thủ đô nhất. Tại sao lại như vậy? Và đó là những thủ đô và những quốc gia nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu về Danube hôm nay. Sông Danube hay còn gọi là hành lang số 7, một trong 10 hành lang vận tải liên châu Âu, một hành lang có vai trò quan trọng về kinh tế và giao thông ở châu lục này. Dòng sông từng là một phần biên giới của đế chế La Mã. Ngày nay, nó chảy qua 10 quốc gia ở gần trung tâm của lục địa châu Âu, bao gồm Đức, Áo, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova và Ukraine. Dòng sông Danube dài chưa tới 3.000 km, xếp thứ 30 thế giới. Chiều dài không bằng một nửa nếu so với sông Nin, sông Amazon hoặc là sông Trường Giang. Sở dĩ nó sở hữu kỷ lục dòng sông chảy qua nhiều quốc gia nhất là vì nó đi qua những đất nước có diện tích nhỏ và trung bình. Còn các dòng sông vừa kể thì nó chảy qua những khu vực mà có những quốc gia lớn hơn. Ví dụ như là sông Nin, nếu tính riêng phần chảy qua Sudan và Ai Cập thì đã hơn 3.000 km rồi. Các dòng chính của sông Nin chảy qua 9 quốc gia châu Phi. Trong trường hợp tính cả lưu vực sông thì nó bao gồm 11 nước lận. Sông Amazon chủ yếu chảy trên phần đất của Brazil và một vài nước láng giềng. Còn Trường Giang, dòng sông dài thứ 3 thế giới, chỉ chảy trên toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc mà thôi. Cũng giống như nhiều dòng sông khác trên thế giới, không dễ để xác định đâu là nguồn nước chính thức hình thành nên dòng sông này. Đây là thị trấn Donau-Eschingen ở tây nam nước Đức, cách biên giới Thụy Sĩ khoảng 16 km. Từ điểm này, dòng sông bắt đầu mang tên là sông Donau, cách gọi theo tiếng Đức của sông Danube. Đây là nơi hợp lưu của hai con sông là Breg và Brigach. Đây cũng được xem là nơi bắt đầu của sông Danube. Nếu tính từ điểm hợp lưu này, dòng sông có tổng chiều dài là 2.845 km. Điểm bắt đầu đã rõ, nhưng đâu mới là nơi khởi nguồn? Tôi xin nói nhiều một chút về cái này, tại vì nó cũng không có phổ biến lắm. Có lẽ vì đây từng là dòng sông vĩ đại nhất thời đế chế La Mã và là dòng sông dài nhất trong Liên minh châu Âu hiện tại, nên nơi nào là đầu nguồn thì nó cũng giữ một niềm vinh dự, đúng không? Trong suốt nhiều thế kỷ, hai thị trấn Fürstwagen và Donau-Eschingen cùng thuộc tiểu bang Baden-Württemberg của nước Đức đã cạnh tranh nhau một vị trí chính thức để tuyên bố đâu là nơi đầu nguồn của sông Danube. Thị trấn Fürstwagen lập luận rằng sông Reg có dòng chảy mạnh hơn và có lượng nước nhiều hơn, nên đầu nguồn của sông Reg cũng được xem là đầu nguồn của sông Danube luôn. Điểm đầu nguồn được xác định là ở xung quanh nhà thờ Thánh Martin ở phía bắc thị trấn này. Còn tại Donau-Eschingen, cách điểm hợp lưu không xa có một biểu tượng được xây dựng hẳn hoi. Nó được cho là có từ thế kỷ 15 hoặc là sớm hơn từ thời La Mã lận. Nó đây là một đường viền giống như cái giếng, nhưng ở phía dưới là dòng suối ngầm và chảy vào nhánh sông Riga trước khi đổ vào dòng chính. Thực tế thì nó cũng mang nước về sông Danube, nhưng mà dường như chỉ mang ý nghĩa biểu tượng và thần thoại hơn là căn cứ vào các yếu tố địa lý. Sự tranh chấp về nơi đầu nguồn này vẫn diễn ra. Đến năm 1981 thì Sở Nội vụ tiểu bang Baden-Württemberg tuyên bố loại bỏ điểm đánh dấu trên tất cả các bản đồ của tiểu bang về nguồn sông Danube tại thị trấn Fürstwagen. Điều này cũng gián tiếp chấp nhận đầu nguồn tại thị trấn Donau-Eschingen. Mặc dù biểu tượng nguồn sông Danube ở đây vẫn là điểm thu hút khách du lịch đáng kể, nhưng mà về mặt địa lý thủy văn thì các nhà khoa học vẫn ủng hộ điểm đầu nguồn tại thị trấn Fürstwagen hơn. Đó mới là nơi khởi nguồn thực sự. Ở đây thì có một tấm bảng nhỏ để ghi nhận điều đó. Nếu tính từ điểm này thì sông Danube sẽ dài tới 2.888 km. Người ta thường dùng một từ trung tính để chỉ thượng nguồn của sông Danube là khu vực rừng đen, tây nam nước Đức. Còn điểm cuối là biển đen, dễ xác định hơn nhiều. Rời rừng đen thì dòng sông uốn lượn và tiếp tục nhận thêm nước từ các phụ lưu. Lượng nước đáng kể có được từ những phụ lưu ở bờ hữu của dòng sông. Các nhánh này thì lấy nước từ dãy Alper và các vùng núi cao ở phía nam. Toàn bộ hệ thống sông Danube hình thành nên một lưu vực rộng 817.000 km2, mở rộng sang 9 quốc gia nữa là Bosnia và Herzegovina, Cộng hòa Séc, Slovenia, Montenegro, Thụy Sĩ, Ý, Ba Lan, Bắc Macedonia và Albania. Như vậy thì lưu vực của sông Danube trải dài trên 19 quốc gia, chiếm 10% diện tích của lục địa châu Âu và là địa bàn sinh sống của 83 triệu người. Trong suốt hành trình của mình, dòng sông chảy qua khoảng 100 thành phố và thị trấn. Trước khi điểm qua một vài vị trí nổi bật, chúng ta về vùng đồng bằng Hạ Du trước nha. Đồng bằng Danube là khu vực cuối cùng trước khi sông đổ ra Biển Đen.
trên khu vực biên giới Romania và Ukraine. Ban đầu thì đây là một vùng vịnh của Biển Đen. Vùng đồng bằng được hình thành cách đây chỉ hơn 5.000 năm thôi, có nghĩa là thời gian rất là ngắn trong tiến trình hình thành của bề mặt trái đất. Vì thế đồng bằng này được coi là vùng đất trẻ nhất ở châu Âu. Đồng bằng sông Danube đã hình thành và phát triển không ngừng nhờ vào 67 triệu tấn phù sa bồi đắp mỗi năm. Nó đặc trưng bởi những đê cát, hồ nước và đầm lầy lau sậy. Đồng bằng được công nhận là di sản thế giới của UNESCO vào năm 1991. Đây là nơi sinh sống của hơn 300 loài chim, 45 loài cá nước ngọt và cũng như hàng ngàn loài động vật khác, bao gồm mèo rừng, cáo, heo rừng và ngựa. Cùng với đó là khoảng 1.700 loài thực vật. Hiện nay thì có khoảng 15.000 cư dân sống trong vùng đồng bằng này tại 28 ngôi làng và một thành phố là Sulina. Sulina là điểm dân cư cuối cùng trên dòng sông và là một đặc khu kinh tế của Romania. Nhưng mà điểm được đánh dấu là km số 0 của sông Danube thì lại nằm trên lãnh thổ Ukraine. Có nhiều quan niệm cho rằng khi mà ai vượt qua được km số 0 này thì mọi sai lầm đều sẽ được xóa bỏ. Dòng sông theo ước tính chưa chính xác có độ rộng trung bình khoảng 700-900 m. Điểm rộng nhất là gần thị trấn Doji Milanovac, biên giới Serbia và Romania. Dòng sông rộng tới 5,5 km. Trong khi đó thì tại của nước Đức, sông chỉ rộng khoảng 70 m thôi. Dòng sông chảy qua nhiều dạng địa hình và cảnh quan, từ đồi núi đến đồng bằng, từ các thành phố đông đúc đến các cánh đồng trồng ngũ cốc, ngô đậu, hoa hướng dương. Nhiều vùng đất thuộc lưu vực sông Danube thì ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực của châu Âu. Sông cũng chảy qua nhiều nền văn hóa và được gọi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Danube là dòng sông chảy qua nhiều thủ đô nhất trên thế giới. Mọi người kỳ vọng là bao nhiêu? Thực tế thì hơi khiêm tốn, chỉ có 4 thủ đô thôi. Viên, Áo. Đây cũng là thành phố lớn nhất của quốc gia này. Vùng đô thị Viên là nơi sinh sống của khoảng 2,6 triệu dân, tương đương với 30% dân số của nước Áo. Sông Danube là một hành lang giao thông đường thủy thiết yếu ở Viên, nối thành phố với Biển Đen. Viên được coi là thành phố âm nhạc và cũng từng là nơi sinh sống của Beethoven và Mozart. Johann Strauss Jr. lúc nãy chúng ta nói cũng là người Áo. Và bản Danube xanh lúc ban đầu mà chúng ta đề cập thì cũng được biểu diễn lần đầu tiên tại Viên. Bratislava. Thành phố Bratislava, thủ đô của Slovakia, cũng nằm trên bờ sông Danube. Bratislava là nơi sinh sống của khoảng 420.000 người. Thành phố này là một trong những thủ đô ít dân cư nhất ở châu Âu. Dù vậy thì nó vẫn là thành phố lớn nhất ở Slovakia. Budapest. Với gần 3 triệu dân, Budapest là thành phố lớn nhất và nổi tiếng nhất trên sông Danube. Đây là thành phố có nhiều kiến trúc tuyệt đẹp và đã được công nhận là di sản văn hóa. Con sông rộng 350 m chia thành phố Budapest thành hai phần: Buda, vùng đồi núi ở phía tây, và Pest, bằng phẳng hơn ở phía đông. Chuyến du ngoạn đường sông ở Budapest thường thu hút hơn tất cả các địa điểm còn lại. Thủ đô còn lại là Belgrade, thành phố lớn nhất của Serbia, có dân số là 1,23 triệu người. Cảng chính trong thành phố nằm trên sông Danube. Thành phố có nhiều cây cầu bắc ngang sông tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa qua sông Danube. Cây cầu chính bắc qua sông là cầu Bubin. Nói về ý nghĩa giao thông toàn tuyến, từ xa xưa nó đã là tuyến đường vận tải của người Hy Lạp và La Mã. Ngày nay nó là tuyến giao thông thủy quan trọng, mặc dù dòng sông không đổ ra Đại Tây Dương. Tuy nhiên, người ta đã xây dựng và kết nối nó với một con kênh đào tại Đức. Nhờ đó, sông Danube trở thành một phần quan trọng nhất của tuyến vận tải từ Biển Đen đến cảng Rotterdam của Hà Lan, thậm chí là vận chuyển xa hơn đến các khu vực khác trên thế giới. Có khoảng 700 con đập lớn nhỏ trên dòng chính và phụ lưu của sông Danube. Điều này làm hạn chế phần nào quá trình vận chuyển hàng hóa trên sông. Trên dòng chính thì có khoảng 16 điểm khóa dòng. Tại đây, tàu thuyền vẫn có thể qua lại được bằng cách đóng mở các khóa dòng theo nguyên tắc di chuyển qua các con đập và các con kênh đào. Rồi, vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về sông Danube. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ đăng ký và rủ bạn bè yêu thích cùng vào xem chung nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.